Thưa quý vị, sáng nay, Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Buổi lễ đã nhìn lại những cột mốc quan trọng của nhà trường trong thời gian qua, tri ân các cán bộ giảng viên qua nhiều thế hệ. Lãnh đạo nhà trường cũng khẳng định, tập thể cán bộ giảng viên đang tập trung thực hiện sứ mệnh và khẳng định mạnh mẽ tầm nhìn đến năm 2030 trở thành trường trọng điểm quốc gia đào tạo nghiên cứu khoa học đạt chuẩn chất lượng khu vực Đông Nam Á trên một số lĩnh vực mũi nhọn, tham vấn có hiệu quả các chủ trương chính sách về giáo dục và đào tạo. Thưa ủy nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Viên Say Phô Ma Chanh trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng những thành tích xuất sắc, cống hiến quan trọng cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các địa phương của Lào. Dịp này, các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động dạy và học năm 2020-2021 cũng được nhận bằng khen của các cấp.